Rồi bây giờ em sẽ chỉ cho anh chị cách sửa đổi thông tin của cái service của tiệm. Anh chị sẽ vô trong cái account location setup. Chị sẽ đi tới service. Ở đây thì tụi em setup sẵn một số cái service cho anh chị. Anh chị muốn bỏ đi hay là muốn add thêm vô là tùy anh chị. Ví dụ như anh chị muốn, anh chị không có cái remote manicure này thì anh chị có thể bỏ đi nè. Anh chị bấm edit và delete. Khi mà delete thì nó sẽ hỏi anh chị confirm, chỉ cần một bấm delete ở đây đó là nó sẽ xóa đi. Nếu anh chị muốn add thêm một cái service nào khác vô thì anh chị bấm add service. Rồi anh chị chọn cái thời gian của cái service này là khoảng bao lâu, ví dụ như chừng 20 phút đi. Chọn cái màu đỏ ha. Rồi booking order thường là chỉ có một thôi. Rồi anh chị muốn nói thêm một chút về cái service này nó gồm những cái gì, giải thích một chút cho khách hàng thì anh chị có thể ghi vô đây. Rồi ai sẽ là những nhân viên có thể làm cái service này, anh chị add vô. Em coi without title là ai cũng làm được. Đó, trong đây nó có hết cái giá là bao nhiêu, khoảng 20 đồng. Chị save lại. Rồi ví dụ như mà cái này người ta có thể add on thêm gì đó, anh chị bấm price vary thì nó sẽ giá nó không có cố định. Ok, rồi bấm save lại. Đó là anh chị đã add thêm được một cái dịch vụ mới. Rồi anh chị có thể chia nó ra theo từng cái section, ví dụ như làm tay nè, làm chân, làm combo, waxing. Đó, thì anh chị có thể chia ra.